Đấy các bạn cần chú ý này, cái tính điện di rất hay. Các bạn chú ý nha. Trong quá trình điện di, ion sẽ di chuyển về điện cực trái dấu so với ion, đúng rồi. Cho nhận định sau về quá trình điện di của histidine. Với môi trường pH bằng 6 thì dạng 2, để pH bằng 6 đây. Dạng 2 hầu như không dịch chuyển về các điện cực. Đây O này là âm này, đây dương này, tổng điện tích của nó bằng 0. Tổng điện tích của nó bằng 0. Vậy thì hầu như không dịch chuyển về các điện cực là đúng. Vậy ý A là đúng. Thế thì vậy thì ngay lập tức mình sẽ có này, ý B này, ý đáp án C, B, C, D là không có ý A, vậy là loại luôn rồi. Được chưa? Tiếp tục kèm nhá. Ý B với môi trường pH bằng 4, đây là môi trường pH bằng 4 này. Dạng 1 di chuyển về điện cực âm, dạng 1 đây tổng điện tích của nó là 1 2 điện tích dương và 1 điện tích âm, thì tổng điện tích của nó là dương. Đúng không? Dương thì di chuyển về điện cực âm. Vậy là đúng chưa? Đúng chưa? Chính xác. C này với môi trường pH bằng 12, đây pH bằng 12 đây. Dạng 3 đây, di chuyển về điện cực dương, các bạn nhìn nhá, dạng 3 này tổng điện tích của nó là âm. Vậy là âm thì di chuyển về điện cực dương hút nhau mà, đúng tiếp. Ý D với môi trường pH bằng 6, bằng 7,6 thì dạng 2 di chuyển về phía điện cực âm, sai chưa? Nó đứng yên. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là A, B, C, và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D.